Trận đấu nổi bật nhất trong sự kiện thể thao này chắc chắn là cuộc so găng giữa võ sĩ Việt Nam, Trần Văn Thảo, nhà vô địch IBA thế giới, và đối thủ Torres đến từ Mexico một quốc gia nổi tiếng về boxing ở các hạng dưới nặng. Torres đã thể hiện phong độ ấn tượng với 12 chiến thắng, trong đó có 9 lần bằng nó cao trong 16 trận đấu trước đó. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong 8 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút. Hai võ sĩ đã bước vào trận đấu cảnh giác, tập trung vào việc tìm hiểu đối phương. Sau đó, Torres đã bắt đầu tung ra những cú đấm thẳng mạnh mẽ, đặt áp lực lên Văn Thảo. Tuy nhiên, Văn Thảo đã nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và tung ra những đòn tay đầy chiêu trò. Cuối hiệp 1, Văn Thảo đã khiến khán đài phấn khích với hai đòn đấm chuẩn xác liên tiếp. Trong hiệp 2, cả hai võ sĩ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ với những pha ra đòn và trả đòn liên tục. Giữa hiệp, Văn Thảo đã tung ra loạt đòn body shot mạnh mẽ, làm cho Torres phải đối mặt với đau đớn và bị đẩy lùi. Mặc dù Torres đang ở thế bất lợi, anh vẫn có thể ghi điểm với một loạt đòn trước khi hiệp 2 kết thúc. Trận đấu tiếp tục diễn ra cam go và thận trọng trong hiệp 3. Với Văn Thảo tiếp tục ghi điểm bằng một cú đấm trúng cằm và một cú móc trái chuẩn xác, không chỉ tấn công tốt, Văn Thảo còn thể hiện khả năng phòng thủ xuất sắc khi ngăn chặn nỗ lực của Torres trong hiệp 4. Torres cố gắng tấn công mạnh mẽ trong hiệp 5 nhưng lại liên tục bị phản đòn. Mặc dù vậy, võ sĩ Mexico không cho thấy dấu hiệu mệt mỏi về thể lực. Cả hai võ sĩ đã tiếp tục mang đến những pha đấu quyết liệt và đổi đòn liên tiếp trong các hiệp đấu còn lại.